Dạ, xin chào cả cô anh chị mình quay trở lại kênh con ha. Thì đầu tiên là hôm nay cũng chúc anh chị mình nhiều sức khỏe nha. Hôm nay thì con cũng lên ít cái hàng sâu bông mình lợi nhiều toàn. Có Sài Gòn, Thanh Mai đồ nữa ha. Hôm nay là có cái Mai Hồng Trang nữa ha. Đây thì mấy cái hàng giới thiệu với cô anh chị mình sơ mấy cái hàng nhỏ trước. Nhưng mà cái này là sâu bông Sài Gòn chặng này nè cô anh chị. Hàng gì nè. Thì này là 250 cặp bao ship của anh chị mình, hàng gốc nhớt quấn đế nè cô anh chị mình xem ha. Bông thì nó chạng dày thôi. Nói chung mấy cây này thì nó già hết chất trồng rồi, nên bông nó thì nó cũng không có được đạt hung, vừa vừa phải không chị, đất khô hết rồi. Con này là giáo siêu nụ ha, giáo siêu nụ thì quấn đế đẹp hơn, quấn đế là xo cục cục vậy. Đây, cái giáo siêu nụ này thì cũng tương tự thôi, 250 cặp bao ship, lấy loại nào cũng được. Có cúc hoa hồng thanh tú nữa ha. Đấy, bên đó là giáo siêu nụ hoa hồng về siêu bông Sài Gòn thì khởi dậy nha con chị. Đấy, cây chạng chạng vậy đó, có cây có bông, có cây không có bông. Thì trung bình là của anh chị mình lấy là cứ một cặp 250 bao ship của anh chị mình luôn, hay chọn loại nào cũng được. Còn mai giống nhỏ thì có siêu bông Sài Gòn nè, Bình Lợi nè, rồi Nhị Ngọc Toàn là 70k thôi, còn lại tất cả mấy giống khác là 60.000 cây. Cái đó thì nhỏ thì 5 cây bao ship nha của anh chị, hàng gốc nhớt nhỏ mini nằm trong C6 ha. Dạ thì bắt đầu là con cũng lên mấy cái mã số đầu tiên ha. Hôm nay thì sáng là con lên 20 mã luôn nha của anh chị. Đầu tiên là con lên một cây thanh mai, hàng đế nôm nè, đế chân cao cũng khá là đẹp nha, ghép hai bo tàn nhánh thì nó cũng tương đối khá nha các anh chị. Cây cây thanh mai chứ không phải cây Bình Lợi nha. Đo thông số của anh chị mình luôn xem trực tiếp nha. Cái này thì hoành khoảng 9 nè các anh chị, hoành 9, cao 33. Cây thanh mai đế nôm đẹp vậy ha. Cây này 300k bao ship của anh chị mình luôn. Mã số đầu tiên 81. Dạ, qua mã số 82. 82 là con lên một cây siêu bông Sài Gòn. Đây, siêu bông Sài Gòn cây này thì ghép nó cứng cáp rồi, hổm nghệ cũng trổ bông nhiều anh chị, nhưng mà chất trồng về của anh chị mình khó, chịu khó thay lại nha. Đấy, cây này thì hoành khoảng 8,5 thôi nha anh chị. Tại cấn cái cọng dây, con bỏ cái cọng dây ra còn khoảng 8,5 thôi. Chiều cao cây này thì khoảng chừng 30-35 đọt nó rủ quá không chị, phải không tính ha, tính cái ở trên thôi, khoảng 30 đi. Tán ngang thì nó dài không chị, tán ngang khoảng 40 luôn, tại hai cái nhánh hai bên nó dài vậy. Rồi cây này 250 bao ship của anh chị mình nè, mã số 82. Chạy qua mã số 83. 83 cũng cây siêu bông Sài Gòn luôn. Cái này là cái chục rừng nè, ngắt bỏ nha anh chị. Đấy, về mình thay chất trồng ha, tại vì mấy cái lô này con để nó lâu rồi đó, nụ thì nó cũng quá trời nụ luôn rồi, về mình có thể là mình lãi bỏ nụ hết ha. Rồi cây này thì cũng gốc vườn luôn, hoành này khoảng 7 thôi nha các anh chị, không bự nha. Đấy, đế thì nó quái quái khá khá vậy. Cây siêu bông Sài Gòn cũng 250 bao ship của anh chị mình luôn, này mã 83. Dạ, kế tiếp qua mã 84. 84 là con lên một cây dẫu nhung. Cây dẫu nhung này thì nói chung là tàn nhánh nó nhiều quá, cũng chỉ lấy bo rất là dữ nha. Cái này cắt chừng khoảng 3-4-50 bo vậy nó vẫn ok, tại vì cây nó bự nó cao lắm các anh chị. Đế thì cũng đế cũ tròn nha, tại vì cái này rong riêu nó bám quấn, của anh chị mình xem đế nó to lắm. Đo thông số của anh chị mình luôn, mã số 84 là cây dẫu nhung ha. Dẫu nhung dùng đo kỹ kỹ của anh chị mình cho các anh chị mình xem. Hoành thì chưa được 8, yếu 8 ha. Chiều cao cây này thì chiều cao 7 tấc nha các anh chị. Chiều cao 7 tấc ghép 3 bo. Cây này 250 bao ship của anh chị mình luôn ha. Cây này mã số 84, cây dẫu nhung. Để tiếp tục qua mã số 85. 85, nãy 84 cũng 250 nha các anh chị, 85. Thì cây này là một cây siêu bông mình lại con ghép gốc tứ quý ha. Gốc tứ quý, hai bo hai nạn chạy nè của anh chị mình xem ha. Nói chung là đế nó cũng khá, tại vì rong rêu nó bám quá trời không chị. Gốc này không được bự, không có đo hoành được không chị, tại vì hai nạt nó chạy hai bên. Gốc tứ quý nè. Còn cái lá tứ quý đây của anh chị mình xem nè. Đây kỹ của anh chị mình xem nè, chứ không phải lá mà vàng đâu nha. Gốc tứ quý. Rồi cây này còn không có đo thông số được nha, mã số 85. Cây này 250 bao ship luôn. Nói chung là gốc tứ quý dày bự của anh chị mình thấy nó ba lớn vậy, nhỏ vậy đó, chứ bèo bèo là cũng phải chừng 3-4 năm nó mới được vậy nha con chị. Gốc tứ quý lâu lớn dữ lắm ha. Rồi 85,
gốc tứ quý 250 ghép siêu bông mình lại nha con chị. Dạ qua mã số 86. 86 là một cây mai cúc hồng trang ha. Đây tàn nhánh xum xê quá trời luôn, tàn gió cái dữ nha con chị, lá bự. Loại này á thì nó có đặc điểm nha, loại này nó hơi lai nha con chị, chứ không phải là cái cây thuần nó vậy ha. Là bông nó to thì nó sẽ bông rất là bự và nó có nhị ha, còn mà bông nhỏ, nếu mà nó trổ bông nhỏ thì nó sẽ nó có sọc xanh mà màu lá cây trên trên cái bông ha, nên cái này đặc biệt. Có cái là vậy, nó bông thì nó lớn nhỏ tùy ha. Đấy. Đặc biệt là cái loại này nó bị lai của anh chị, nó mình không có xác định được cái dưới mà cái bông nó thì lúc trổ lúc lớn lúc nhỏ đó. Mã số 86. Cái này hoành 11 nha anh chị, hoành 11 tại vì cây mấy cây này to á. To tàn nhánh nó đều lắm, nhưng mà tại cái giống này ít, mình ít biết tới, mình chơi sưu tầm được, cao 5 tấc. Ghép 3 bo. Đây các anh chị mình xem ha. Cây này 300 bao ship ha, mã số 86 nha các anh chị. Một cây mai hồng trang ha, cúc hồng trang nha. Dạ tiếp tục là qua mã số 87 ha. 87 nha các anh chị, là một cây siêu bông mình lợi nha. Thì cái lô này lô đế nôm của anh chị mình cũng biết rồi đó. Thì mấy bữa nay thì con lên đó, nhưng mà nay thì nó mấy cái này thì nó cũng dài clip nữa là lô này hết. Đo các anh chị mình xem, cấn cấn cái sợi dây kẽm đó các anh chị. Hoành khoảng 8,5 nhưng mà từ hao còn 8 thôi nha các anh chị. Đây. Cái siêu bông mình lợi ghép 2 bo. Nói chung cây nào bị sức bo thì con sẽ báo ha, còn mà cái mấy cây này thì ghép 2 bo bình thường. 280.000 bao ship của anh chị mình nha. Này là mã số 87. Qua 88. Cây này thì nói chung là đế nó gù gù vậy nè, chịu khó moi cái phần chất ở trong ra, nhưng mà để dày nha các anh chị, đừng có moi, moi đứt rễ cám uổng ha, làm cây mịn xuống cây uổng ha. Rồi cây mã 88 thì cũng tương tự luôn, cây này thì hoành nó cũng khoảng chừng 8 thôi. Đây cũng 280 bao ship của anh chị mình luôn. 88. Qua mã 89. 89 nè, cái lớp đất nó còn nhiều không chị. Đấy, moi ra nhìn cái rễ nó sáng hơn ha, rễ sáng hơn. Đây anh chị mình thấy ha. Rồi cũng cái cây bình lợi luôn, cũng ghép hai bo. Bo này thì nó già rồi, mình cắt cũng được nha quý anh chị, cắt bo cũng được rồi. Tại vì mấy cây này thì con lên một lô á, chạng cỡ một không thôi, chứ không có nhiều cỡ nha. Cây này hoành khoảng 9,5 nè, gần 10 thôi. Cũng 280 bao ship của anh chị mình luôn. Này mã số 89. Và qua mã số 90. Mã 90 thì cũng một cây bình lợi luôn, hàng đế nôm nôm khéo khéo vậy đó, nhưng mà cây này thì con ghép nó được 3 bo. Cho anh chị mình thấy ha. Để đo thử chiều hoành cho anh chị mình xem. Nói chung mấy cái lô này thì đo kỹ kỹ. Này thì hoành 10 ha, mà nó cấn cấn mấy dưới các anh chị. Thì cái này là con lấy khoảng chừng 9,5 thôi nha. Chiều cao cây này có cái bo dài cũng khoảng 45. Đấy, cây này thì 300k bao ship của anh chị mình nè. Này là cây mã số 90 ha, số 90 300k bao ship, hàng bình lợi nha các anh chị. Đấy, thì còn qua bên đây thì mấy cái cây nó to hơn thì nó giá sẽ hơi nhỉnh hơn tí xíu. Này nó là 90 đây. 91. Đấy, cho anh chị mình thấy ha. Cây cành đế to nó hơn, nó xum xê hơn nha các anh chị. Này cũng đo thông số chiều hoành, chiều cao luôn cho anh chị mình xem, mình cụ thể mình mua cho cây ngon ha. Rồi, dạ. Rồi, cây này hoành khoảng cũng được khoảng 10 vậy ha. Chiều cao là khoảng 35. Cây này cũng 300 luôn, bao ship của anh chị mình luôn. Rồi, mã 91 300, bình lợi ha. Giờ tiếp tục qua mã số 92. Cũng một siêu bông bình lợi luôn. Hàng đế thì nó cũng nôm cũ, cũng khá là đẹp nha các anh chị. Cũng có thế hết rồi. Đo cái chiều hoành. Chiều hoành nằm trên đây. Không được 10 nha. Yếu 10 hết các anh chị. Yếu 10, không được 10. Đấy. Thì đó nào nói chính xác cho anh chị mình nha. Chiều cao khoảng 37. Cây này cũng 300 luôn. Bao ship của anh chị mình luôn. Đấy. Có mã 93 ha. 93 thì đế nó quái bự hơn. Chín mươi ba
Nãy của anh chị mình thấy mấy cái cây kia, cái bộ đế nó đâu có bít miệng chậu luôn. Cây này thì đế nó bằng cái chậu luôn nha của anh chị. Vô anh chị nè. Đây, cây này hoành chắc to hơn. Quay sơ của anh chị mình xem lại cái cây ha. Đây. Rồi, cũng đo thông số của anh chị mình luôn ha. Thì tùy cây nha của anh chị. Lớn nhỏ thì nó có giá khác. Cái này hoành khoảng cũng 11 nha anh chị. 11 rưỡi lấy 11 đi. Chiều cao là 36. Rồi, cây này 350 bao ship nha, mã số 93 ha. Zoom lại. Dạ, tiếp tục con qua mã số 94. 94 cũng là một bình lợi ha, đế cũ tròn ghép hàng 4 bo nha quý anh chị. Đấy, mấy anh hãy ghép có 2 bo 3 bo thôi. Cây này còn ghép 4 bo. Cái này thì không biết đo hoành nó đâu luôn anh chị, tại hoành này nó ở đây hai cổ nè. Còn đây cái cũ nè. Đây, còn dưới đây thì cái chân thì này nhỏ hơn. Đo thử cái cũ có được nhiêu. Cái này hoành cái cũ được 14 ha. Cái này ghép 4 bo, mã số 94 320 thôi. 320k bao ship ha. Bình lợi nha các anh chị. Dạ. Tiếp tục là con lên cây nhị ngọc toàn mã số 95. Cho các anh chị mình thấy ha, mã số 95, nói chung là đo thông số của anh chị mình hết luôn. Đây kêu cũng ghép hai bo hàng đóng chột, rễ nó bít miệng rồi, về mình có thể thay chất trồng nha. Tại vì chất trồng này con để nó cũng lâu quá, để lâu quá thì nó sẽ bị bã nha các anh chị. Đây, hoành khoảng được 9 ha. Cây này 220, mã số 95 ha. 220.000 bao ship rồi nha. Giá này là con báo của anh chị mình bao ship không phí gì khác nha các anh chị. Cứ đúng cây, đúng mẫu, đúng mã rồi đúng số tiền của anh chị mình thanh toán thôi, như trên kênh con báo thôi ha. Rồi, mã số 95. 220 bao ship. Dạ, mã số 96 ha. 96 tương tự luôn. Đây cũng nhị ngọc toàn ghép hai bo đều, tay cành thì nó cũng khá nha các anh chị. Cái lá thì tùy nha, tùy là nó ăn thuốc dữ hay không thôi. Hoành khoảng 8. Rồi, cũng khoảng 220.000. Bao ship luôn, mã số 96 cũng là nhị ngọc toàn nha các anh chị. Dạ, qua mã 97. Này quay trực tiếp giống như quay trực tiếp vậy đó. Cũng mai nhị ngọc toàn luôn nè các anh chị mình xem nè. Mà cây này thì nói chung là nó tàn nó sum xê hai cây nãy nha. Đế thì nó cũ tròn. Tròn do luôn, hoành cũng to hơn luôn. Rồi. Cái này hoành 10. Cao là khoảng xem xém 35, 34 mấy, lấy 34 thôi cũng được. Rồi, cây mã số 97 350 bao ship của anh chị mình luôn nha. Cũng mai nhị ngọc toàn ha. Rồi, tiếp qua mã 98. 98 thì con cũng lên một cây mai nhị ngọc toàn ghép cũng hai bo luôn, tàn nhánh thì nó cũng sum xê cho anh chị mình thấy ha. Tay tròn đều nha các anh chị. Mua mấy cây này về thì mình chăm sóc nó dưỡng nó khỏe hơn. Mấy cây chích 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 á thì mình nói chung là mình cắt bo xong mình dưỡng lại nó lâu lắm. Xui xui thì nó động rễ nhiều quá anh chị, nó chết luôn ha. Còn mấy cây bự này thì nó đỡ, nó cũng hao chứ không phải không hao mà nó đỡ hao hơn. Cái hoành cũng khoảng chừng 10. 10 rưỡi ha, 10 đi. Cao 30. Rồi, cây này cũng 250 bao ship của anh chị mình luôn, cũng mai nhị ngọc toàn nha. 98. Qua 99 ha. Dạ, mã 99 là lên cây siêu bông Sài Gòn nha. Cây này gốc bự nha các anh chị, gốc bự nha. Cho anh chị mình thấy ha, đế thì nó cũng khá chứ không phải đế thường nha. Cái bo thì nó cũng dài, cũng lấy bo được nhiều. Mua mấy cây này thì nó ngon hơn là mấy cây mà nhỏ nhỏ nha các anh chị. Nói chung là chơi khỏe. Đo cái chiều hoành của anh chị mình ha. Tại cây thì tùy cây, nó nở đế hay nở cũ, hoành 13 nè. Cho anh chị mình thấy ha, kỳ kỹ nè, hoành 13 nè. Đấy, chiều cao cái này, lấy cái bo thôi. Cái chiều dài của cái bo là khoảng 4 tấc rưỡi của anh chị. Tính cái bo không nha. Ghép 3 bo 4 tấc rưỡi, cây này 380 bao ship ha. Cây siêu bông Sài Gòn, hoành 13. Thấy gì chứ hoành 13 nó bự lắm nha anh chị. Nó còn nở đế ở dưới nữa ha. 99, 380 ha. Dạ, tiếp tục là cũng cái mã cuối cùng trong việc xe gieo sáng con đăng nha. Thì có anh chị mình xem kỹ nha. Đó, cây này là cây siêu bông thiết tứ quý, là cái giống siêu bông của vườn anh thiết nha các anh chị.
chính xác là vậy nha. Để nói của anh chị mình nói thiết tứ quý tưởng đâu cây ghép gốc tứ quý không, không phải nha. Đây đế thì đế nôm của anh chị mình xem nè, chân đế nó bè rất là dữ luôn, bít cái miệng chậu nè, còn phải ép lại của anh chị, ép lại cho bằng cái chậu á. Đo cái hoành ha, hoành 11, hoành 11 chiều cao là cao 40, cây mã số 100 cuối cùng trong video buổi sáng 350k bao xíu anh chị mình luôn, giống mai của vườn anh Thiết nha các anh chị, các anh chị mình thấy ha, tại đế nó đẹp thì nó giá nó hơi nhỉnh hơn. Thì đây là các anh chị mình lên là con lân, hôm nay là có 20 mã nha anh chị. Thì những cái loại khác thì như mà một cặp ví dụ mà siêu âm Sài Gòn thì có loại cặp 250, rồi hoa hồng siêu nụ đại lộc, rồi cúc thọ hương cũng vậy luôn, thì cũng đồng giá cặp 250 luôn, nhỏ hơn thì có 70.000 cây. Đấy của anh chị mình xem ha, thì cũng có Bình Lợi rồi Sài Gòn Nhị Ngọc Toàn là 70.000, còn mấy cái loại khác thì đa số là 60.000 cây, của anh chị mình lấy 5 cây con bao ship nha. Có cúc hoàng đế dạo cánh tròn dạo sắn gì đó thì cũng là 5 cây bao ship, mà chỉ có loại đó thì chỉ có 60.000 cây thôi. Rồi thì video thì con đăng buổi sáng cũng hơi dài đó, anh chị mình xem được cái mã nào, chủng loại nào á, hoặc là cây giống mình có thể là liên hệ qua số máy là 0963 210 936, gọi nhắn tin đều được nha các anh chị. Cái nếu anh chị mình lướt ngang kênh á, cho con một lượt like, một lượt đăng ký kênh phát triển hơn. Nhưng mà các anh chị mình cần đóng góp ý kiến, mình có thể là comment phía bên dưới nha các anh chị, hoặc nhắn tin trực tiếp con luôn ha. Cuối cùng là cũng chúc của anh chị mình buổi sáng nhiều sức khỏe nha, nhớ bấm vào chuông thông báo. Cuối cùng là xin chào tạm biệt và hẹn lại.